Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. So sánh Honda Beat 2020 và Honda Vision 2020, chọn nội địa hay nhập khẩu? Các chiếc Honda Beat và Honda Vision 2020 đều là hai cái dòng xe tay ga đến từ nhà Honda. Ngoại hình nhỏ gọn nhưng hai chiếc xe này đã được phát triển với hai kiểu dáng hoàn toàn khác nhau. Vậy ngoài cái sự khác nhau về mặt kiểu dáng thì hai mẫu xe này có gì vượt trội hơn đối thủ để hấp dẫn người tiêu dùng? Bây giờ tôi cùng các bạn hãy bắt đầu so sánh hai cái chiếc xe này nhé. Beat 2020 thể thao hầm hổ, còn Vision 2020 nhẹ nhàng thanh lịch. Cái đèn lái của chiếc Beat có vị trí đặt dưới mặt nạ, ở dụng công nghệ chiếu sáng đèn LED tiên tiến hơn hẳn so với bóng đèn halogen của Vision. Nhưng bù lại, Vision chỉ ở dụng bóng đèn sợi tóc, nhưng bù lại nó lại có vị trí đặt trên tay lái, làm ánh sáng được tối ưu hơn. Mỗi khi chúng ta bẻ lái thì ánh sáng sẽ rẽ theo hướng chúng ta đi rất linh hoạt và dễ dàng xử lý. Cái phần đèn hậu thì mình nghĩ có phần thích Beat hơn vì thiết kế đẹp mắt hơn hẳn Vision. Phần ốp đèn hậu cũng được cắt xẻ nhiều đường nét cương guốc, nhìn cực kỳ thể thao. Một chi tiết nhỏ khi dùng chiếc Beat 2010 khiến mình rất ưng, đó chính là cái phần tay chắc phía sau có cái bọc cao su rất êm ái. Nếu mỗi lần chắc xe Vision khiến mình hơi khó chịu vì tay chắc to bản, nắm là không vừa và cứng, còn trên bản Beat cho chúng ta có cảm giác là biến mất hoàn toàn điều này. Soi kỹ về mặt tổng thể, các bạn chắc cũng dễ dàng nhận biết cái chiếc Beat 2010 được thiết kế ngoại hình gọn gàng hơn và có thân mảnh mai hơn khi so với cái chiếc Vision 2020. Đây cũng là một trong những đặc điểm của người Indo và Malay khi họ thích kiểu dáng gọn, nhẹ, dễ dàng luồn lách trong phố, trong khi người Việt lại thích cái kiểu dáng là hơi to và tiện dụng. Beat có cái chiếc đồng hồ rất thể thao và cổng sạc tiện lợi, còn Vision 2020 có hệ thống smart key chống trộm rất hiệu quả. Beat và Vision đều sở trên mình những cái chiếc đồng hồ tốc độ analog hiển thị 3D rất sống động, nhưng trên chiếc Beat còn có tích hợp cả một cái màn hình LCD nhỏ nhỏ để báo bước xăng ô đồ, tóc lên một cái đẹp thanh lịch mạnh mẽ hơn, nhìn hơn hẳn nếu chúng ta so với đồng hồ cơ của đối thủ. Beat mang trên mình một cái cổng sạc tẩu thuốc, muốn sử dụng thì phải thông qua một cái đầu nối. Ngoài ra còn có một cái hốc đựng đồ bên hông có thể dùng được để đựng điện thoại một cách dễ dàng. Còn Vision thì chỉ có một cái hốc đựng đồ, chưa có cái cổng sạc như Beat. Cứ tưởng Honda Indo mang cho cái chiếc Beat một ổ khóa smart key, nhưng nó chỉ được trang bị cho mình cái ổ khóa cơ. Quất lại đôi chút thì bên cạnh ổ khóa cơ thì có một cái nút bấm mở yên, chứ không phải là mò xuống dưới yên mới mở được như các dòng xe trước. Còn Vision 2020 thì an toàn hơn nhờ vào có hệ thống smart key chống trộm rất hiệu quả, đưa chiếc xe của bạn ra khỏi tầm tay của bọn đạo chích, không còn trường hợp bị bẻ khóa dẫn đến nguy cơ mất xe. Mâm của hai chiếc xe đi theo hai cái trường phái là khác nhau. Mâm xe của Beat thì được thiết kế với cái dạng 4 cây chữ Y, hướng tới cái sự thể thao tựa như cái mâm của Winner X hay là Sonic, nhưng chỉ có cái điều là cái số cây ít hơn. Còn Vision thì dùng mâm 6 cây xéo, khiến cho diện mạo chèn chen trở nên hài hòa và vô cùng cân đối. Vision và Beat ở dùng chiếc heo thắng một Beat phía trước và cái thắng đùm phía sau, cái hai điều ở dùng cái công nghệ CBS đảm bảo cái sự an toàn nhất. Cái cốp của Vision thì to hơn, nhưng cái chiếc cốp in của Beat thì dễ xe chở hơn. Cái cốp của Beat chỉ có dung tích 1 lít, kém hơn hẳn đối thủ là Vision có dung tích lên tới 18 lít. Như vậy cần một cái chiếc xe để chứa đồ rộng rãi thì Vision dĩ nhiên đáp ứng rất tốt khi so với cái chiếc Beat. Tuy nhiên Beat thì lại có một cái ưu điểm là chính cái hệ chiều cao yên rất thấp so với cái dòng Vision khoảng là 80m. Cụ thể thì Beat có cái chiều cao yên là 742mm, trong khi đó chiều cao của Vision lên tới là 750mm. Nhờ vào chiều cao yên thấp hơn nên khi lái Beat thì chúng ta dễ dàng xử lý những tình huống xảy ra những sự cố. Ngoài ra nó cũng tạo ra cái sự tự tin cho người lái di chuyển trên những cung đường. Thông số xấp xỉ nhưng Beat lại lanh lẹ hơn hẳn Vision nhờ vào trọng lượng nhẹ. Beat và Vision đều có cái khối động cơ 110cc phun sinh tử, sinh ra cái phần của máy xăng cực đại 9,3 Nm,
tấn của con tôi là 5.050 phút. Nhưng Beat lành lẹ hơn nhờ vào trọng lượng 89kg, nhẹ hơn trọng lượng 96kg của Vision. Còn một chi tiết nhỏ nữa, dung tích nhớ của Beat chỉ có 650ml, trong khi cái Vision thì nhiều hơn là 700ml. Nhờ vào những cái đặc điểm này mà người dùng có thể tiết kiệm một chút. Thay vì bình thường mua một chai nhớt hai lần cho cái chiếc Vision, thì Beat một chai nhớt hoàn toàn chúng ta thay được 3 lần. Honda Beat đang được bán tại các thị trường Việt Nam với mức giá nhập khẩu hơi cao và có 5 màu chủ yếu như tím mịn, đen viền xanh, xanh CB, bạc, đen nhám, và em ấy có mức giá bán là trên 35 triệu Việt Nam đồng tùy theo từng phiên bản. Còn Vision 2020 thì cũng đang được phân phối chính hãng Nam và được bảo hành 3 năm toàn bộ các lý Honda trên cả nước. Chiếc xe này cũng có 3 phiên bản màu khác nhau và có mức giá thực tế thì cao hơn mức giá đề xuất rất nhiều của hãng Honda đưa ra. Phiên bản tiêu chuẩn gồm những màu như đỏ nâu, trắng nâu, đen nâu thì có mức giá là 30 triệu đồng. Phiên bản cao cấp gồm các màu như xanh lam nâu, xanh lục nâu, vàng nâu, đen nâu, đỏ nâu có mức giá đề xuất là 30.800.000 đồng. Phiên bản đặc biệt chỉ có 2 màu đen xám và trắng đen thì có mức giá đề xuất là 32.000 đồng. Nếu các bạn thì các bạn sẽ chọn chiếc xe nào? Còn mình tin chắc sẽ chọn Vision, bởi vì hệ thống smart key rất hiện đại với chế độ bảo hành tốt hơn và được phân phối chính hãng. Tuy nhiên cái chiếc Beat 2020 cũng là một lựa chọn cực tốt cho những bạn trẻ ưa thích cái sự cá tính hào hổ. Cảm ơn các bạn đã dõi đến những video tiếp, nhấn like, subscribe.